Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Và anh là Bóng Chúa đây. Cái channel podcast này anh muốn dành riêng cho các em sinh viên, các em là thực tập sinh hoặc là những em vừa mới bước chân vào cái giới agency, và đặc biệt là dành riêng cho những em có một cái đam mê cháy bỏng với ngành truyền thông sáng tạo. Các em có thể nghe podcast của Bóng Đen với hai định dạng audio và video. Audio trên Apple Podcast, Spotify và SoundCloud. Còn video các em có thể lên channel YouTube của Bóng Đen ha. Bây giờ là 23:14, là tầm 11 giờ khuya rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày thứ hai giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra mà nói thì chắc là chúng ta cũng đã trải qua một lần giãn cách xã hội vào đầu năm 2020 rồi. Nói là lần này thì cũng có kinh nghiệm, nhưng mà thực lòng mà nói thì anh không hề muốn cái điều này xảy ra một lần nào hết. Nó quá bất tiện, nó quá mệt mỏi. Và có thể ngay lúc này, những em mà đang nghe anh nói, có người thì đang ở nhà, có người thì đang cách ly tại nhà, còn có người có thể đang cách ly tập trung. Thì dù ở đâu và là ai đi nữa thì anh cũng mong các em bình yên, bình an và giữ sức khỏe, và luôn giữ một cái tinh thần tích cực để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha. Anh hay gọi là cái giai đoạn mắc dịch. Nói chung là cái giai đoạn mắc dịch này cố gắng qua càng nhanh càng tốt ha. Thì cái chủ đề ngày hôm nay ở cái số podcast số 5 thì anh đang muốn bày cho các em một cái chiêu thức, đó là cách để hóa giải lời nguyền LON, L-O-N. Bình thường ví dụ như tiếng Anh là WFH, là work from home, thì anh thì thích dùng tiếng Việt thôi, là L-O-N, làm ở nhà. Vậy thì anh sẽ cho em cái cách để hóa giải cái lời nguyền LON là cái gì. Thì cái lời nguyền đầu tiên mình phải biết cái lời nguyền LON là lời nguyền gì. Thì theo tương truyền là mỗi khi mà chúng ta làm ở nhà, hầu như ai cũng sẽ bị dính một cái lời nguyền. Đó là mình đang làm tầm được 5 phút á, là tự động mình đứng lên. Lạ lắm. Mình đứng lên xong mình đi qua đi lại thì tự nhiên cái chân mình đó tự động luôn nha, không có ai khiến vậy, tự nhiên vấp vô cái chân giường. Mà khi vấp vô cái chân giường một cái là ngã ngay vào cái nệm liền luôn. Mà ngã ngay vào cái nệm là ụp mặt vào trong gối liền. Là mình chìm trong cái giấc ngủ sâu. Đến khi mở mắt ra thì đã đêm xuống rồi. Đó. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chính vì vậy cho nên á, là anh mới thấy là nhiều người bị dính cái lời nguyền này quá. Cho nên á, phải làm sao để hóa giải cái lời nguyền. Thực ra là có cách để hóa giải. Nói chung là theo kinh nghiệm của anh đã LON nhiều lần rồi thì anh biết. Anh cũng đã bị dính lời nguyền mấy lần cho nên là anh hiểu lắm. Đó, cho nên là lần này anh sẽ hướng dẫn các em để hóa giải cái lời nguyền này nha. Thì để hóa giải lời nguyền này, để làm sao có thể là mình làm ở nhà nhưng mà nó vẫn hiệu quả, được chưa? Thì đầu tiên mình phải hiểu là hiệu quả là như thế nào. Thì có 3 cái yếu tố để hóa giải, để khiến cho cái lời nguyền này nó mất tác dụng. Thứ nhất là hiệu quả, tức là mình làm ở nhà nhưng mà mình không có bị cảm giác buồn ngủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đó là làm sao mà làm việc phải thật tập trung, tránh bị sao nhãng.
ha. Còn cái thứ ba á, đó làm sao cho nó không có chán. Bởi vì làm ở nhà, đi vô thấy cái giường, đi ra thấy cái giường, đi vô thấy đồ ăn, đi ra thấy đồ ăn. Đó, rồi không có ai, có mình à. Cho nên mình sẽ bị cảm giác chán. Đó, đó là ba cái. Thứ nhất là phải hóa giải làm sao là không buồn ngủ nè. Cái thứ hai là làm sao làm việc tập trung nè. Và cái thứ ba đó là làm sao cho nó không có chán nè, hết chán nè. Ừ, thì đều có cách hết. Thì mình đi từng cái. Ok không? Thì cái đầu tiên á là làm sao mà làm cho mình không buồn ngủ. Thì cái điều đầu tiên á là mình phải đánh lừa bản thân. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đánh lừa bản thân là làm sao? Đó là các em nên mặc những cái trang phục mà nó mang lại cái cảm giác là mình đang ở công sở. Ví dụ như bình thường tụi em đi làm tụi em mặc đồ gì, thì bây giờ ở nhà tụi em mặc đồ như kiểu như vậy. Tức là ví dụ bình thường tụi em đi làm là tụi em mặc áo sơ mi hoặc áo có cổ đúng không? Đó. Quần thì có thể mặc quần thoải mái cũng được, nhưng mà bình thường là cái áo á. Ví dụ như là mình có họp Zoom đi, mình có quay camera này kia thì ở phần trên đúng không? Thì ví dụ như mình mặc áo, không nên mặc áo ba lỗ, không nên mặc áo thun thoải mái quá, nên mặc cái áo mà nó tạo cảm giác công sở một tí, là những cái áo mà bình thường các em đi hay đi làm hay mặc á. Thì khi mà mình làm như vậy mình sẽ có cảm giác là mình đang 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 ở trong cái môi trường làm việc hơn. Chứ bây giờ mà ta nói mặc quần cọc áo ba lỗ là thế nào cũng lăn ra ngủ, bởi vì mình sẽ rơi vào cái cảm giác là mình đang ở nhà và mình đang không phải là làm việc. Đó, đó là đầu tiên là về trang phục nha, để cho tránh cái cảm giác là mình đang ở nhà và mình sẽ rơi vào giấc ngủ. À, mình dễ dãi bản thân quá mà. Ừ. Cái điều thứ hai á là cái địa điểm mà mình ngồi làm việc nó cũng rất quan trọng. Nên là ngồi là trên bàn ngay ngắn, ngồi lên bàn làm việc ngay ngắn, hoặc là ngồi nếu mà có bàn ăn mà mình có thể dọn dẹp sạch sẽ mình ngồi cũng được. Nhưng mà anh khuyên là không có nên ngồi làm việc trên giường và không nên ngồi làm việc trên ghế sofa. Bởi vì như các em biết đó là ghế sofa là nó giường hay ghế sofa nó dễ bị cám dỗ lắm. Hôm bữa anh có coi một cái TikTok đó, vui lắm. À, thì có cái bạn hát là tôi đã làm việc được 5 phút và bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi. Đó. Tức là làm được có 5 phút là bắt đầu lại tự thưởng cho bản thân của mình một giấc ngủ. Trời ơi. Bởi vậy cho nên cứ ngủ hoài làm thấy không có chất lượng gì hết trơn á. Đó, đó là cái yếu tố thứ hai, đó là cái địa điểm làm việc. Đó, yếu tố thứ nhất là về cái trang phục. Yếu tố thứ hai là cái địa điểm mà mình ngồi mình làm việc. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là một số cái gọi là cái gì ta? Cái vũ khí, cái công cụ. Anh lấy ví dụ như là cà phê đi. Đó, cà phê là một cái chất nó sẽ khiến mình tỉnh táo và sẽ khiến mình đỡ buồn ngủ hơn. Ừ, đó. Thì đó là ba yếu tố mà theo cá nhân anh trải nghiệm thì anh thấy là ok, nó sẽ khiến mình tỉnh táo. Ừ. Và đó là mình có thể hóa giải được cái đầu tiên, đó là cái lời nguyền về buồn ngủ. Rồi. Cái thứ hai là làm sao để mình làm việc tập trung. Vậy thì để làm việc tập trung á, anh có hai cái chiêu thức cho các em là anh đã trải nghiệm qua và anh thấy nó khá là áp phê, nó ổn áp lắm. Mình nếu mà mình làm quen thì nó cực kỳ lợi hại ha. Thì cái phương pháp đầu tiên á, nếu các em có tìm hiểu thì sẽ biết một cái phương pháp mà anh thấy nó đơn giản và nó dễ sử dụng, đó là phương pháp quả cà chua. À, thì có một cái tên của nó là Pomodoro. Đúng rồi. Nếu mà em nào không nhớ thì có thể nhớ nó viết tắt anh thôi, anh chữ chế đó để cho dễ nhớ, đó là Pomodoro, tức là bố mò vô rồi đó. À, mò vô cái gì thì không biết, chắc là mò vô lấy quả cà chua. Ok. Thì cái phương pháp quả cà chua á, thì nếu mà các em tìm hiểu và các em ứng dụng thì nó rất là lợi hại. Ừ. Thì về bản chất á, thì nó được một cái một người, anh nhớ không nhầm là một cái sinh viên thì phải, của Ý, thì ông ta đã tạo ra cái phương pháp này.
Bởi vì là ông thấy á, là nhiều khi mà mình ngồi học hay là mình ngồi làm việc á, mình chỉ tập trung được một lúc à, xong cái chọc sau cái mình bị sao nhãng cái này cái kia, xong mình không làm việc được nữa, tức là cái năng suất mình giảm. Thì lúc này là anh ta mới nghĩ ra cái phương pháp tập trung này, phương pháp về, về quản lý thời gian. Thì cái phương pháp này nó như sau, tức là mình sẽ chia những cái thời gian làm việc và những cái thời gian nghỉ ngơi ra cho nó hợp lý. Và nếu như mà đã trong cái thời gian làm việc là cực kỳ tập trung và chỉ làm một việc thôi, làm cho nó xong, tập trung hoàn toàn, không có bị sao nhãng bất cứ một cái gì, thì sẽ chia theo từng khung. Ví dụ như là 25 phút tập trung làm việc, nghỉ 5 phút, rồi lại 25 phút làm việc, rồi nghỉ 5 phút. Và làm như vậy trong đến 4 lần như vậy. Cứ 25 với 5 là một lần đi, các em cứ tính là 25 với 5 là một một combo đi, thì mình sẽ có 4 combo như vậy. Thì khi mà xong hết 4 cái combo như vậy á, thì mình sẽ nghỉ từ 15 đến 30 phút. Đó, thì nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì để mà làm cái phương pháp này một cách nó hiệu quả, thì đầu tiên là các em phải, bước 1 là phải list ra cái đầu việc. Tức là mình có một số cái đầu việc được sắp xếp đó, theo mức độ ưu tiên hay là mức độ gấp gáp đi. Thì cái chuyện mà để phân nhóm nó là gấp gáp hay là ưu tiên thì, thì sẽ là một cái ma trận khác. Đó, đó là một cái phương pháp khác. Đó là cái phương pháp, để anh nhớ coi, cái tên hơi khó nhớ, cái ma trận Eisenhower. Eisenhower là một cái vị tổng thống thứ 34 của Mỹ, là người nghĩ ra. Thì cái ma trận đó như thế nào thì các em có thể lên coi thêm, nhưng mà mình đang nói về cái quả cà chua mà bố mò vô rồi, mà bố mò vô quả cà chua rồi mà. Thì quay lại thì mình sẽ đầu tiên là list ra cái đầu công việc, cái nào ưu tiên, cái nào quan trọng, vân vân. Và sau đó bắt đầu là mình xét cái thời gian. Thì nếu mà để xét thời gian thì có một số cái công cụ, ví dụ như là tomato timer, đúng không ta, tomato timer trên website á, các em ghi là tomato quả cà chua gạch ngang chữ timer, timer thời gian á .com. Thì đây là một cái trang web mà nó sẽ giúp mình, cứ 25 phút nó sẽ canh, sau đó 25 phút nó ngắt thì sẽ thêm 5 phút để mình nghỉ, rồi lại tiếp tục như vậy trong vòng 4 lần. Thì sau 4 lần nó sẽ cho mình nghỉ 30 phút. Ok không? Thì mình áp dụng theo cái cách này để đảm bảo được một điều, đó là mình có làm việc và mình có nghỉ ngơi. Và trong 5 phút nghỉ ngơi á, thì tuyệt đối là chỉ đứng lên đi qua đi lại, nghe nhạc, nhắm mắt thư giãn, ngồi thiền, hoặc là ăn nhẹ một cái gì đó, hoặc là uống nước, vân vân. Chứ không có được là vô Facebook rồi vô YouTube coi, hoặc là chơi game là bắt đầu mình sẽ bị sa đà ngay. Chính vì cho nên 5 phút này là 5 phút để nghỉ ngơi đi lại thôi, chứ không có chơi game, không có social media gì đây hết. Đó. Thì khi mà các em làm được cái phương pháp này thì tin chắc luôn là công việc sẽ rất là, gọi là mượt mà luôn, nó sẽ chạy rất là tốt. Ừ. Ok không? Mọi người, các em cứ thử đi, sẽ thấy là nó rất là lợi hại, cực kỳ tập trung. Và đó là một cái bí kíp thứ nhất, đó là chiêu thức thứ nhất. Vậy thì về cái chiêu thức thứ hai mà anh muốn bày cho các em, bật mí cho các em, đó là các em phải sử dụng từ kỷ ám thị. Bởi vì anh biết được á, hầu như cái thứ mà khiến mình sao nhãng nhiều nhất á, là social media, là Facebook, là Instagram, là Twitter, là Zalo, là Viber, là Skype, nói chung là những cái mạng xã hội, hoặc là những cái nền tảng chat chít á. Mình sa vô đó, mình sa mấy tiếng đồng hồ luôn, mình bị dính luôn á. Thì khi mà các em bị dính vô như vậy á, mà các em chỉ nghĩ trong đầu á, là thôi 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 được rồi, ngưng 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 á, là sẽ không ngưng được. Thì mình sẽ dùng một cái phương pháp gọi là, theo anh gọi thôi, đó là tự kỷ ám thị. Tức là mình phải đánh lừa cái bộ não của mình, tức là thay vì mình nghĩ trong đầu là ngưng, thì mình sẽ dùng cái, mình nói ra bằng lời á, là thôi ngưng đó, mình nói vậy luôn á, được rồi stop stop,
và mình tắt liền. Thì khi mà mình nói stop như vậy thì bộ não của mình nó sẽ ra quyết định mạnh hơn đó. Cho nên đó là hai cái phương pháp mà khiến các em sẽ bớt sao nhãng, sẽ tập trung hơn cho công việc, xử lý công việc một cách rốt rẽ. Ok. Và cái lời nguyền tiếp theo khi mà lon làm ở nhà đó là bị chán. Như này anh có nói, kiểu làm rồi có một mình một cõi rồi, cũng đọc thoại nội tâm, xong rồi làm, xong đứng lên cũng mình, cảm thấy rất là chán, không có được tiếp xúc, không được nói chuyện với ai, sẽ dễ bị tự kỷ lắm. Chính như vậy cho nên làm sao cho nó hết chán thì có nhiều phương pháp để làm cho hết chán. Thì thông thường cách dễ nhất là ăn. Anh thì thấy các em thích cái gì thì cứ làm thôi, chứ anh cũng không biết, nhưng mà thường ăn thì thường sẽ dễ bị ngải heo nhập đó. Cho nên là cuối cùng là cứ thể mà lon xong một phát đó, là ta nói ai cũng tròn quay hết trơn á, lúc đó lại ngồi lại buồn phiền, lại tự trách bản thân. Cho nên là có ăn thì cũng ăn vừa vừa phải thôi. Thì có nhiều cách để đỡ bớt bớt chán, thì một trong số đó là anh nghĩ là nên nghe, nên nghe nhạc. Thì nếu như mà nhạc bình thường mà cảm thấy nó vẫn chưa thực sự khiến cho mình cảm thấy có một ai đó bên cạnh đó, thì các em có thể sử dụng một số cái trang web mà có những cái tiếng nhạc mà có tiếng người. Anh lấy ví dụ như có một cái trang web tên là Coffinity thì phải, để anh xả lại coi đây. Ok đây. Coffee thì nó biến tấu từ chữ coffee á, nhưng mà thay hai cái chữ e á, bằng chữ y ngắn và thêm cái đuôi tvt là coffee tvt. Thì coffee tvt thì là một cái trang web mà nó sẽ cho mình những cái âm thanh giống như mình đang ở quán cà phê. Mình sẽ cảm giác như mình đang ở trong một cái quán cà phê, nó có tiếng người nói liu riu vậy thôi, để cho mình cái cảm giác là mình không có bị một mình, vẫn có ai đó xung quanh đó. Thì nói chung là mình chỉ đặt trên cái câu chuyện là cà phê thôi nha, chứ đừng có ai đó xung quanh, ghê quá. Thôi bỏ qua. Tiếp theo là các em có thể tập thể dục. Kiểu như là mình lâu lâu mình mệt quá, xong mình đứng dậy mình hít đất một phát, mình plăng một cái, rồi mình squat vài cái cho nó dịu hông đó. Mình làm việc xong mệt, xong tối về mình mệt hơn đó, kiểu vậy. Hoặc là các em kiếm cái gì đó các em chơi, ví dụ như là chơi cây nè, ngồi ở nhà thì cũng nên kiếm một cái không gian nó có ánh sáng đầy đủ, có cây đúng không. Nếu được thì chơi chim, nó nuôi một vài con chim, chơi chim. Mình mà không có chim thì nó sẽ chơi chim của hàng xóm, hoặc là nói ai đó ship chim qua chơi, đại loại vậy. Còn nếu như mà ai không có chim chơi thì có sẽ ship chim cút chiên bơ về ăn cũng được. Hoặc là có thể là chơi Tinder. Ok, nói chung tùy, thích chơi gì đó chơi, miễn sao nó bớt chát là được rồi. Nhưng mà trên tinh thần vẫn là tập trung cho công việc nha. Khi nào mà rảnh rảnh thì mới ngồi chơi thôi. Ok. Thì thực ra mà nói, cái việc mà làm ở nhà nó cũng có những cái hay, cái không hay. Cái hay là kiểu lâu lâu mình có thể có nhiều cái thời gian mình ngắm nhìn, mình quay trở về bản thân mình nhiều hơn, mình ngồi ngắm cây ngắm hoa, hòa mình với thiên nhiên đồ các kiểu. Còn một số cái bất tiện như bữa nãy anh có chia sẻ, nó sẽ gây mình buồn ngủ nè, gây mình mất tập trung nè, rồi làm cho mình thấy chán chường. Nhưng mà anh tin là những cái mà anh vừa mới chia sẻ thì đó là một số những cái chiêu thức mà anh đã trải qua rồi và anh thấy là nó rất là work với anh. Còn có thể là đối với các em thì các em có thể tham khảo, có thể đúng với người này, không đúng với người kia, nhưng mà cứ thử xem ha. Và cái podcast này nó cũng khá dài rồi, 30 mấy phút rồi,
thì cũng anh sẽ dừng lại ở chỗ này. Và lời lời cuối thì anh cũng mong các em giữ sức khỏe và chúng ta sẽ vượt qua được cái mùa dịch này rất là nhanh, và hy vọng là sẽ có một dịp và chúng ta sẽ được gặp nhau ở ngoài ha. Ok, bye bye, ngủ ngon.